Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức từ thiện vừa đến thăm tặng quà Tết Trung thu cho các em nhỏ trong khu cách ly tập trung ở trường chính trị tỉnh Đắk Lắk. Không như Trung thu mọi năm, được vui đùa trong các hoạt động múa lân, phá cỗ cùng chị Hằng, chú Cuội, năm nay hầu hết trẻ em trên cả nước đều phải hạn chế tập trung do thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có nhiều em hiện đang điều trị COVID-19 hoặc đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Tại khu cách ly tập trung của tỉnh Đắk Lắk ở trường chính trị tỉnh, hiện có gần 150 trường hợp F1, trong đó có 28 em nhỏ. Để động viên tinh thần các em trong ngày Tết Trung thu và đảm bảo an toàn cho việc cách ly phòng chống dịch bệnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức từ thiện đã mang những phần quà đầy ý nghĩa đến từng phòng để thăm hỏi, động viên và trao tặng cho các em. Với mong muốn các em luôn khỏe mạnh, bình an, sớm hoàn thành thời gian cách ly để trở về với gia đình, trường lớp. Cũng trong đợt này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các tổ chức từ thiện còn mang gần 500 suất quà Trung thu đến tặng cho các em nhỏ ở các buôn vùng sâu của huyện Krông Anna và tặng con em của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch. Với sự quan tâm của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và lực lượng công an, các em sẽ được đón một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa với những món quà động viên kịp thời, thiết thực. Dù ở đâu, các em vẫn được quan tâm, vẫn được hưởng những quyền lợi về vật chất và tinh thần từ những tấm lòng nhân ái.